Dòng chảy sự kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, vụ việc bé gái 3 tuổi ở Hà Nội trèo ra ngoài ban công tầng 12A rồi rơi xuống. May mắn thì được một người giao hàng đỡ kịp đang thu hút sự quan tâm của dư luận thoát tim khi xem lại clip rồi vỡ hòa những cảm xúc thật đặc biệt khi đây là trường hợp tai nạn được cứu sống hy hữu nhưng nhiều người vẫn lo lắng cho sự an toàn của các khu trung cư cao tầng làm sao để có thể phòng ngừa được những ẩn họa đối với trẻ nhỏ từ các trung cư cao tầng đây sẽ là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện chiều nay với vị khách mời là tiến sĩ trần minh tùng trưởng bộ môn kiến trúc dân dụng khoa kiến trúc và quy hoạch trường đại học xây dựng mời quý vị cùng nêu câu, ý, câu hỏi hoặc là ý kiến bình luận về nội dung này bằng cách gọi điện thoại về đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 hoặc là 02435 563 563. Còn bây giờ thì xin nhường lời cho biên tập viên Bích Ngọc với vị khách mời. Dạ vâng, xin cảm ơn biên tập viên Duy Quyền và xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn tiến sĩ Trần Minh Tùng đã dành thời gian để tham gia chương trình chiều nay. À, xin chào biên tập viên Bích Ngọc và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. À, thưa Tiến sĩ Trần Minh Tùng Theo quy định của Bộ Xây dựng thì những yêu cầu về lan can, rào chắn của các công trình nhà ở và công trình công cộng cao tầng uh, đã được đặt ra như thế nào? À, đầu tiên tôi phải nói rằng là cách đây uh, 12 năm khi mà cái quy chuẩn về an toàn sinh mạng của Bộ Xây dựng ra đời thì trong cái quy chuẩn này người ta cũng quy định rất rõ về cái độ cao của cái rào chắn của các cái lan can Ví dụ như người ta quy định rằng là với những công trình cao tầng thì không được phép là ban công mà chỉ được phép là lô ra tức là để hạn chế cái mặt tiếp xúc của cái ban công với cái cái, cái, cái môi trường tự nhiên bên ngoài à, một cái quy định liên quan thẳng đến các cái lan can thì người ta sẽ quy định cái độ cao lan can là một mét có nghĩa là gì là là độ cao khoảng tầm ngang ngực của chúng ta. Và cũng trong cái quy định đấy thì họ cũng yêu cầu là sẽ không để tức là các cái thanh chắn của lan can ấy sẽ không để lọt được một cái quả bóng mà 10 phân, tức Đúng là hả? tức là có lẽ là là tương đương với đầu một cái đứa đứa, đứa nhỏ vâng à, được gần đấy. Và cái gì và cũng có một cái mà tôi cũng nhớ mãi là là khi mà thiết kế cái lan can thì làm thế nào để hạn chế tối đa cái việc mà người ta có thể trèo lên cái lan can đó thì những cái quy định này thì thực ra là gì là 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 nó được một cách pháp lý hóa về sau thì tất cả những cái tiêu chuẩn những cái thiết kế trong nhà ở hay nhà công, công trình công cộng thì đều 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 dựa trên những cái quy chuẩn này để chúng ta có những quy định như vậy và bản thân khi mà tôi dạy ở trường đại học xây dựng cho sinh viên thì cũng trong cái môn mà nguyên lý về thiết kế các công trình kiến trúc thì chúng tôi cũng nhấn mạnh cái điều này rất là nhiều bởi vì uh, nguyên nhân là là cái gì là tại sao lại có cái độ cao lan can một mét bốn thì tôi cũng giải thích một chút tức là nó sẽ dựa trên cái kích thước của con người tức là gì ở thông thường thì chúng ta biết rằng là cái cái trọng tâm của cơ thể con người và cái độ gập của con người ấy là nằm ngang khoảng thắt lưng tức là nó có khoảng 90 cho đến một mét so với mặt đất tùy vậy. vào tùy vào độ cao của mỗi người vậy. nhưng mà chúng ta chúng ta hay lấy là khoảng 90 mươi phân vì như vậy là nếu mà lan can mà nằm ở độ cao dưới 90 phân thì tức là trọng tâm cơ thể con người cao hơn cái độ cao lan can đấy và khi nếu mà có chuyện gì xảy ra người ta đưa rằng người ta gọi là vươn ra ngoài người ta gập người ra ngoài thì có thể sẽ mất cân bằng và có thể là gây nguy hiểm cho cái người đấy trên dẫn đến là cái độ cao lan can thì yêu cầu phải cao hơn với, đặc biệt là với nhà cao tầng thì phải cao hơn trọng tâm của cơ thể con người tức là cao hơn vùng thắt lưng thì nó có thể là trước đây thì thì nếu mà chưa có quy chuẩn thì chúng ta có thể nào là mét hai nào mét ba hoặc đấy và bây giờ thì chúng ta làm mét tư mét tư có nghĩa là gì nó cao khoảng ngang ngực của chúng ta và khi cao khoảng ngang ngực thì có vẻ như là nó sẽ đảm bảo an toàn tương đối tốt vậy vậy thì tôi cũng phải khẳng định rằng là trong các cái quy chuẩn tiêu chuẩn cũng như trong các cái nguyên lý thiết kế thì chúng ta đều đề cập đến cái câu vấn đề an toàn này thông qua cái độ cao lan can vâng và, và hiện thì các chung cư đã đảm bảo được những yêu cầu này chưa thưa ông? Ờ, tôi thì tôi nghĩ rằng là uh, tôi theo quan sát uh, dựa trên các cái hồ sơ thiết kế cũng như quan sát thực tế thì tôi thấy rằng hầu như tất cả các chung cư của Hà Nội hoặc là chung cư của các cái đô thị lớn hiện nay uh, đã đảm bảo được điều này. Tuy nhiên có một cái là uh, trong cái Mẫu quy chuẩn kế... đó, à. trong cái quy chuẩn đó họ chỉ nói về độ cao lan can và họ chỉ nói một câu tương đối chung chung là đảm bảo cái việc... Uh, uh, làm thế nào để người ta không thể tiếp cận trèo lên cái lan can đấy được. Nhưng mà không có cái quy định cụ thể gì cả. Cho nên trong thực tế thì mỗi chung cư sẽ làm một kiểu. Và Cảm tôi thấy rằng là thôi thì chung cư thì xây bằng gạch, chung cư thì làm bằng thép, chung cư thì làm bằng kính. Và tôi thấy rằng là trăm hoa đua nở. Tức là mỗi chung cư cách làm của mình. Tuy nhiên thì thì cũng phải nói rằng là các chung cư cũng đã có chú ý về vấn đề này. Vâng, tức là cơ bản là đáp ứng được cái mức chiều cao và theo quy định rồi, ừ. còn cái các mẫu thiết kế sẽ tùy đa dạng theo từng mẫu nhà ở đúng không đúng ạ? Dạ, rồi, và... rồi. tại vì nó sẽ liên quan đến cái tính sáng tạo trong thiết kế của à. kiến trúc, do cái người kiến trúc sư họ sẽ quyết định cái chuyện nào. Vâng ạ. À, như trường hợp mà em bé 3 tuổi ở phường Thanh Xuân Trung quận Thanh Xuân Hà Nội mới đây, ừ. lan can của các hộ gia đình tại cái tòa nhà này có chiều cao từ 12 đến 1,4m và nhiều người sống tại trung cư cho rằng là với chiều cao đã đạt tiêu chuẩn của bộ xây dựng yêu cầu rồi và chính người lớn cũng khó trèo qua vậy nhưng mà em bé vẫn leo được ra ngoài và bị rơi xuống ạ và ông có thể lý giải về vấn đề này như thế nào À, sau khi mà sự việc xảy ra thì tôi cũng có tìm xem cái video clip mà mọi người à, à, quay lại được cái 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 thời khắc mà tương đối nguy hiểm của em bé à, tất nhiên là cái video clip đấy thì được quay vào cái lúc mà em bé đã ra phía ngoài rồi và tôi cũng có nhìn cái video clip đấy để tôi phán đoán tự xem là tại sao em bé leo được ra đấy thì thì tôi cũng có một cái phát hiện tương đối hay ho là gì là dưới cái lan can đấy có một cái bậu tường vậy. và cái bậu tường đấy theo tôi phán đoán thì nó cao khoảng 30 đến 40 phân thì như vậy nếu như một cái lan can mà cao tư mà nếu mà em bé đứng trên cái bậu tường đó thì bản thân em bé đã được nâng cao 40 phần nữa rồi. Đấy là chưa kể là thông thường ở các cái lan can của của chung cư thì do cái gì do điều kiện diện tích cũng như là do người dân tận dụng các cái diện tích của lan can à, của của cái phần ban công phần lô gia đó cho người dân kê đủ các thiết bị vật dụng. Và mà đặc biệt một trong những cái thiết bị vật dụng mà, mà tôi thấy phổ biến nhất là máy giặt đúng là đó à? ạ. Vâng, cái, chuẩn xác. Và bạn biết rồi cái máy giặt thì nó cao khoảng 90 phân tức là gì nếu như mà trẻ mà đứng trèo và. trèo từ cái bậc đấy bậc cái 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 bậc bậc xây lên cái máy giặt và sau đó ngồi trên cái máy giặt và sau đấy thì rõ ràng là rất dễ trèo qua được cái lan, lan can để ra ngoài và. ngoài ra thì một số gia đình tôi cũng cái này là quan sát thực tế thôi một số gia đình ví dụ như người ta để một số cái thang hoặc là để một số cái ghế và hoặc là ra. những cái hộp tủ đồ kệ đúng, kẻ, đúng rồi, không ạ những cái tủ đấy tại vì họ tận dụng cái cái diện tích ban công lô ra mà để mà họ chứa thêm, đồ đồ cho nên dẫn đến là trẻ con thì vốn hiếu động và dẫn đến là trẻ con thì tôi nghĩ rằng là nó rất thích nhìn ngắm bầu trời bên ngoài đặc biệt là cái đợt dịch vừa rồi khi mà chúng nó phải ở nhà quá nhiều cho nên là nó nói thế chứ bầu trời bên ngoài vẫn là một cái thế giới mà nó luôn khát khao luôn nước ao cho nên rõ ràng là chúng ta cũng không thể trách được các em bé trong cái việc là gì cũng muốn hít thở mò, được một không khí tò mò muốn khám phá muốn và... để xem thế giới bên ngoài như thế nào và vô tình thì là cái gì có thể là do bố mẹ hoặc do người thân chỉ một phút lơ đãng thôi thì em bé đã gì đã thực hiện được cái việc là leo lên cái cái một cái thiết bị nào đó rồi xong rồi tiếp tục leo lên cái lan can của và của... có nguy cơ bị rơi đúng ra rồi. ngoài và, và tôi cũng thấy rất là may mắn trong trường hợp này là em bé vẫn bám dính được cái lan can Đấy, chứ còn nếu như mà mà leo ra ngoài rồi mà nếu mà em bé trượt tay hay em bé như thế nào đó thì đúng là tôi không muốn không dám nghĩ tiếp nữa. Vâng. À, thưa tiến sĩ Trần Minh Tùng và thưa quý vị thính giả, thời gian qua không ít vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra với trẻ nhỏ tại các khu chung cư mà nguyên nhân chính là do thiết kế của ban công chung cư không đúng quy chuẩn và sự tắc trách của phụ huynh. Xin mời tiến sĩ Trần Minh Tùng cùng quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây của chúng tôi ạ. Ngày 18 tháng 7 năm 2019, bé trai 5 tuổi rơi từ tầng 12 của một khu chung cư thuộc quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh xuống đất. Tuy bị đa chấn thương nhưng bé đã được đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót. Lúc ấy, mẹ bé đang bận làm việc nhà, bé treo qua máy giặt ngoài ban công căn hộ chơi đùa và xảy ra sự cố đáng tiếc. Tháng 6 năm 2019, một bé gái 6 tuổi treo ra ban công tầng 14 của tòa nhà CT1B2, khu đô thị Sala, quận Hà Đông, và không may rơi xuống mái tôn tầng 2. Do chấn thương quá nặng, bé gái đã không qua khỏi. Sự việc xảy ra, bé gái đang ở nhà một mình và gia đình không lắp lưới an toàn ban công. Tháng 4 năm 2019, bé trai 4 tuổi đã rơi từ tầng 11 xuống phần mái tre tầng 1 của tòa trung cư Vina Húc Kiều Long, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và tử vong. Trước đó, cháu bé đã treo ra cửa sổ và rơi xuống dưới trong lúc bố mẹ cháu bé không có ở nhà và đóng cửa chính. Tối ngày 31 tháng 3, tại một chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, cầu Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, trong lúc vắng bố mẹ ở nhà, bé trai 3 tuổi đã trèo qua ô thoáng nhà vệ sinh và rơi từ tầng 6 xuống đất, tử vong. Ngày 3 tháng 3 năm 2019, một bé trai 5 tuổi tử vong do rơi từ cửa sổ căn hộ 306 tòa nhà Rai City, khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Nguyên nhân được xác định là bé đã trèo lên cửa sổ phòng ngủ không có chấn song và rơi xuống đất. À, vâng thưa tiến sĩ trần minh tùng qua những cái thông tin vừa rồi có thể thấy vẫn có rất nhiều trường hợp trẻ bị rơi từ các chung cư cao tầng qua cửa sổ hoặc là ban công liệu đây có phải là dấu hiệu cảnh báo để chúng ta cần chú ý hơn về an toàn sinh mạng trong các tòa nhà cao tầng mà ở đây cụ thể là chung cư cao tầng ạ ờ, tôi cũng phải thú nhận một điều như thế này mặc dù cái quy chuẩn về an toàn sinh mạng đã ra đời từ rất lâu tuy nhiên thì cái đời này thì tôi cũng phải thú nhận một điều rằng là Ờ, giới thiết kế cũng như là người dân ít chú ý về cái các cái quy định này. Cho nên dẫn đến là khi mà mặc dù có các quy định về an toàn sinh mạng, thế nhưng mà trong một số trường hợp nào đó thì bản thân là người thiết kế hoặc là cái cách sử dụng của người dân cũng đã làm cho cái gì cho những cái quy chuẩn này tự nhiên nó trở nên là không còn gọi là không còn tác dụng nữa ví dụ như là như tôi nói câu chuyện lúc nãy đúng không thay vì là cái gì thay vì là có một cái lan can một mét tư để đảm bảo cái việc mà trẻ khó trèo qua thì bây giờ người ta kê thêm các đồ như vậy và như vậy thì vô hình chung là gì là chính người dân đang đang tạo điều kiện hoặc là đang làm cho cái gì là làm cho những cái quy định về cái độ cái lan can đó nó trở nên nó không còn giá trị nữa Dạ vâng ờ, cũng có ý kiến cho rằng là uh, chưa có những cái hướng dẫn cụ thể về thiết kế ban công cửa sổ để đảm bảo đồng thời cả tính thẩm mỹ cũng như là tính an toàn ông nghĩ sao về điều này ạ Ờ, cái này thì tôi nghĩ rằng là như thế này cái này thì tôi, tôi tôi công nhận là đúng tức là trong những cái quy chuẩn hay những cái tiêu chuẩn của 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 bộ xây dựng về mặt thiết kế ấy, thì chúng ta chỉ nói những cái ý một cách chung nhất ví dụ chúng ta chỉ quy định là lan can chỉ cao tầm cao là một mét tư hoặc là chúng ta chỉ quy định là làm thế nào để tránh những cái thiết kế mà tạo thuận lợi cho cái gì Dễ cho việc leo, leo kèo Và... tuy nhiên là chúng ta hoàn toàn không có những cái hướng dẫn cụ thể về cái điều này dẫn đến là gì là như tôi nói lúc nãy là dẫn đến trăm hoa đua nở mỗi người làm một kiểu mỗi nhà thiết kế là một kiểu và thậm chí là cái gì là lan can và ban công được xem là những cái gì chi tiết rất là nhỏ ở trong một ngôi nhà khi bạn tưởng tượng là thiết kế một cái chung cư thì có rất nhiều hạng mục mà chúng tôi cần phải lo cho nên dẫn đến là vô tình chỉ là một lần mà lơ đãng hoặc là không để ý một chút thì chúng ta dẫn đến là khi chúng ta thiết kế thì là gì là là nó làm cho cái gì làm cho những cái 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 tính an toàn của cái lan can ở ban công đấy không còn nữa. Một cái điều nữa mà tôi phải nói rằng là uh, người dân Việt Nam thì từ xưa nhiều vốn quen sống ở các nhà thấp tầng. Đúng Thực rồi. ra chung cư cũng chỉ mới xuất hiện gần đây. Uh, khoảng những đầu những năm của thế kỷ 21 thôi. Chung cư bắt đầu trở nở rộ và người dân Việt Nam mới bắt đầu làm quen dần với cái cuộc sống của nhà cao tầng. Và đôi lúc thì người dân và kể cả nhà thiết kế thì cũng vẫn quen cái thói quen của nhà thấp tầng tức là gì là chúng ta vẫn thiết kế theo kiểu một cái cách rất ư là 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 nhẹ nhàng dễ dàng và thông cảm cho nhau hơn là một cái thiết kế là nó khắc khe và đòi hỏi, theo, và đòi hỏi theo, theo, đúng quy chuẩn và tiêu, tiêu chuẩn cũng như là gì cũng như có một cái này mà tôi thấy là trong cái tâm lý của người dân Việt Nam ấy thì trước đây thì đối với nhà thấp tầng thì chúng ta quan điểm rằng là vì nhà thấp tầng có thể sẽ bị trộm đột nhập cho nên dẫn đến là người ta làm các song sắt và vô hình chung thì các song sắt này nó cũng chính là một giải pháp nếu mà xét một góc độ nào đó là một giải pháp an toàn tức là nó không làm cho trẻ kể cả có leo trèo thì không 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 ngã ra ngoài tuy nhiên là với chung cư cao tầng thì rõ ràng là cái gì là với những cái quan điểm mới những tư tưởng mới và chúng ta cũng muốn được ngắm một cái bầu trời nó hấp dẫn hơn và liên quan đến cái mặt đứng thẩm mỹ của nhà chung cư cho nên người ta bỏ dần các cái song sắt ra khỏi cái, cái cửa sổ cái điều này cũng để giải thích là cái gì là cái song sắt đấy ngoài cái việc đảm bảo an toàn thì đôi lúc nó lại ngược lại nó lại cản trở cái việc mà thoát hiểm thoát nạn khi mà công trình có sự cố xảy ra hoặc là cái việc mà à, tiếp cận của lính cứu hỏa hoặc là phòng cháy chữa cháy để cứu người ra khỏi công trình thì dẫn đến là chính vì người Việt Nam vẫn có cái thói quen vẫn giữ cái thói quen nhà thấp tầng trên đôi lúc là họ khi mà họ sống trong một môi trường mới, sống trong một môi trường cao tầng khi mà cái tính an toàn phải được đặt lên cao hơn thì có vẻ như là tôi thấy rằng là kể cả người Việt Nam vẫn hơi xem thường cái chuyện này. Vâng, ừ. ờ, nhân cái câu chuyện ông vừa đưa ra đó là đặt những cái khung sắt để đảm bảo an toàn ừ. nhưng mà nó lại gây khó khăn trong việc uh, cứu hỏa khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra ừ. và câu chuyện rất nhiều người đặt ra và quan tâm đó là vấn đề an toàn hay là khi sự cố. Vậy thì làm một chuyên gia nghiên cứu và làm việc rất nhiều năm trong lĩnh vực này thì ông đưa ra lời khuyên như thế nào à, chúng tôi vẫn đùa nhau là cái song sắt nó giống như là lực lượng phòng cháy chữa cháy à. Tức là mặc dù chúng ta có nó nhưng mà không ai muốn chúng ta phải sử dụng đến nó. Đấy. Thì cái song sắt nó làm cho gì? Nó làm cho chúng ta yên tâm hơn khi mà gì khi để chống đột nhập từ bên ngoài vào. Nhưng mà ngược lại thì nó lại làm cho chúng ta cản trở khi chúng ta có chuyện gì cần thoát ra ngoài. Có bên sự lại. cố và thực ra là trong quá khứ thì lúc mà tôi đang còn đang còn nhỏ ấy, thì khi mà tôi ở ở đà nẵng thì có một lần tôi đã chứng kiến một vụ cháy mà trong đó thì có bảy người một trong một gia đình đã bị mất bởi vì sao bởi vì họ, họ không, không thể thoát, thoát ra khỏi được cái lồng sắt đó và họ kêu gào trong tuyệt vọng nhưng mà lúc đấy thì cái lực lượng cứu hỏa cũng như là người dân xung quanh không thể tiếp cận được và cái nhận đấy nó tương đối ám ảnh với tôi và bản thân tôi thì trong có một khi tôi là sinh viên tôi ở trong một cái căn hộ tập thể và tôi cũng đã từng hiểu cái cảm giác như vậy vì hôm đấy thì có một cái sự cố chập điện ở ngay trước cái cửa ra vào của căn hộ và dẫn đến là tôi không thể thoát ra ngoài được nhưng mà hỏi tôi thoát ra ngoài được hay không thì tôi chịu bởi vì xung quanh toàn là là những tất cái cả khung sát. cái khung sắt đó thì rõ ràng là những cái khung sắt đó nó giúp cho chúng ta an toàn chống chúng ta ngã từ bên trong ra bên ngoài nhưng mà ngược lại nó cũng trong một số trường hợp nào đó thì lợi bất cập hại nó lại làm cho cản trở chúng ta thoát hiểm thoát nạn cho nên dẫn đến là đây cũng là thực ra là một cái bài toán mà nó tương đối khó dung hòa giữa giữa cả hai cái yếu tố an, an toàn, và toàn và sự cố và an ninh và, và sự cố đấy cho nên dẫn đến là đến bây giờ thì tất nhiên là là mỗi người sẽ 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 đều không muốn cái chuyện đấy sẽ xảy ra nhưng mà chúng ta cũng phải đoán rằng là dù không muốn nhưng mà có thể một lúc nào đó nó sẽ xảy ra và và chúng ta sử dụng những cái biện pháp nó có thể tương thích với cả hai giữa những lưới an toàn uh, vừa đảm bảo an toàn để trẻ không bị rơi ra ngoài và khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì uh, đội ngũ cứu hỏa vẫn có thể cắt được cái dây sắt hoặc là cái thép đấy để cứu được người từ bên trong đúng không ạ đúng ạ dạ vâng à, thưa ông trần minh tùng ông theo ông thì có nên nhấn mạnh hơn vai trò của các cơ quan quản lý trong việc kiểm tra giám sát hoạt động xây dựng và cụ thể là các quy định về lan can ban công hay là lô ra tại các khu trung cư để đảm bảo an toàn cho người sử dụng hay không Ờ tôi nghĩ cái điều này thì tất nhiên là là chúng ta phải 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 càng ngày càng quản lý chặt chẽ hơn sau những cái sự việc đáng tiếc vừa rồi. Vì thực ra cái câu chuyện của em bé mà ở ở cái tầng 12A đó, thực ra đó là một sự việc cực kỳ hữu và tôi nghĩ là cực kỳ may mắn. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là thần thần may mắn không phải luôn luôn mỉm cười với chúng ta và. và chúng ta phải gì phải có các cái biện pháp để mà Bản thân chúng ta phải đảm bảo sinh mạng cho chính chúng ta Cho nên uh, cái này thì có phải có Cả sự hỗ trợ của cái, các cơ quan quản lý Bởi vì gì? Bởi vì người dân Việt Nam Thì đôi lúc là vẫn như tôi nói lúc nãy Là vẫn chưa có cái thói quen là, là Chú ý tháng. hoặc là chưa có cái thói quen là có một cái cái gì văn hóa ở cao tầng trên dẫn đến người Việt Nam vẫn có cái gì vẫn 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 hơi hơi tùy tiện cho nên nếu như mà các nhà quản lý phải chú ý hơn trong cái việc gì trong việc xét duyệt các dự án trong việc thẩm định cũng như trong việc kiểm tra thanh kiểm tra các cái dự án thực tế và đồng thời thì là cái gì có một cái nữa mà chúng tôi cũng nghĩ rằng các nhà quản lý cũng cần chú ý là trong cái việc mà thẩm định các cái à, khi mà thiết kế công trình thì cũng cần chú ý, ý những cái chi tiết dù là nhỏ nhưng mà đôi lúc nó lại mang những cái thiệt hại rất là lớn cho cho con người cũng như là cho các tài sản ở vâng. trong à, thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn cho trẻ thì nhiều gia đình cũng đã chủ động lắp đặt thêm các rào chắn bằng sắt hay là lưới an toàn bảo vệ tại cửa sổ, ban công và lô ra. Mời tiến sĩ Trần Minh Tùng và quý vị thính giả cùng nghe phản ánh ngắn của nhóm phóng viên chúng tôi mới thực hiện ạ. Gia đình bà Nguyễn Thu Thủy ở quận Long Biên, Hà Nội ở tầng 11, ban công đã được xây gạch kín cao 1 mét rưỡi nên gia đình bà không lắp thêm song chấn bằng sắt hay lưới an toàn. Sau vụ trẻ 3 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội bị rơi, gia đình bà khá lo lắng. Bà Thủy dự định sẽ lắp thêm chấn sắt dày để phòng trường hợp trẻ sẽ leo lên máy giặt, các tủ chứa đồ, nhòi người ra ban công nguy hiểm. Ban công nhà tôi thì xây tường xung quanh rất là kín, cao 1 mét rưỡi. Bình thường thì trẻ thì cũng không thể làm mà với được. Nhưng mà nếu mà có một đồ vật gì ở dưới thì trẻ đứng lên thì là sẽ sẽ qua được chứ còn không thì cũng không với được. Chung máy giặt để giáp ăn công thì trẻ cũng không thể leo lên được. Tại vì một đứa trẻ như này thì cũng không thể leo lên máy giặt được. Có thể là bắt ghế được nhưng cái đấy thì mình mình không thể cho nó bê được cái ghế đi rồi. Làm thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ mà vẫn tạo không gian thoáng mát trong nhà là điều rất nhiều gia đình quan tâm. Gia đình anh Trần Quang Trọng ở quận Đống Đa, Hà Nội chọn đặt hệ thống lưới an toàn, khung sắt, thép, không gì. Ban công còn đề kế độ an toàn của cái cháy nổ của chung cư thì tốt nhất là chúng ta có thể làm lưới nhưng mà cái lưới đấy thì có thể chúng ta làm mau mắt lại. Đôi khi mà có cái sự cố thể ra thì cái phòng cháy cháy người ta vẫn có thể là người ta phá nó rất đơn giản hơn là là hàn xong sắt còn cái chuyện mà xảy ra ở cái chung cư đấy là cũng một bài học lớn cho các cái gia đình. Tại vì chúng ta không thể chủ quan. Đấy là cái cháu nó trèo qua ban công. Chứ bây giờ nói đơn giản nhất là để cháu ở nhà một mình bây giờ có thể là cháu tìm một cái chìa khóa hay là vớ một cái đồ sắt nhọn. Cháu chọc vào ổ điện thì là gây ra cháy nổ mà có thể giật. Đôi khi là nghĩ là có thể xuống dưới ở 5 phút 10 phút thôi. Nhưng 50 phút đấy có thể dẫn đến những cái hậu quả rất là đau lòng. À, thưa tiến sĩ Trần Minh Tùng ạ, à, ông có suy nghĩ như thế nào về giải pháp mà một số gia đình sống ở chung cư đã lựa chọn để đảm bảo an toàn cho trẻ mà chúng ta vừa nghe à, thông qua cái những cái phỏng vấn vừa rồi thì ta có thể thấy rằng hiện nay thì người dân cũng đã bắt đầu chú ý hơn đến cái uh, ý thức về phòng ngừa những cái uh, hiểm họa, những cái mất an toàn có thể xảy ra đối với uh, đặc biệt là đối với trẻ con ở ban công hoặc là ở các cửa sổ. Uh, tuy nhiên thì tôi cũng phải nói rằng là tất cả các giải pháp mà chúng ta đưa ra của người dân tự làm đó thì hầu như đều là giải pháp tự phát. Có nghĩa là gì? Tức là ờ uh, mặt ai người đấy làm, mỗi nhà làm một kiểu và thậm chí các nhà chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Là ví dụ người thì chia sẻ là nên làm cái lưới sát người thì chia sẻ nên làm cái gì là cáp treo chẳng hạn, cái gì đó. Tức là để gì và dẫn đến là cái gì mỗi người làm một kiểu và dẫn đến là trăm hoa đua nở. Thì cái này thì uh, trong uh, trong kiến trúc thì chúng tôi cũng phải nói lại như thế này là khi mà trăm hoa đua nở thì tất nhiên là ai cũng biết rằng là vì vì gia đình của mỗi người, tuy nhiên là nó cũng phải phải chúng ta cũng phải đảm bảo những cái thẩm mỹ, cái mỹ quan chung của 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 cái tòa nhà đó. Chúng ta đã từng cái gì có một cái là ở các khu tập thể người ta đã từng làm các cái lồng sắt, các cái chuồng cọc để mà hạn chế cái cái những những cái mất an toàn. Thì bây giờ không lẽ lại câu chuyện đấy lại được lặp lại, lại, lại đó. quay trở lại với những chung cư quá ta và <laughs> chúng ta lại lúc mà nếu mà bạn tưởng tượng đến những cái chung cư cao tầng thậm chí lên ba 30 tầng mà cũng có những cái lồng sắt, cũng có những cái rào sắt đấy thì thực sự là cuộc sống nó hơi kinh khủng quá. Và và đặc biệt là nếu mà chúng ta phải nhìn cuộc sống mà qua những cái rào sắt, qua những cái lưới sắt đó thì có lẽ là cái tâm lý nó cũng không được ổn cho lắm. À, khi mà mà gì khi mà chúng ta phải sống lâu dài với những căn hộ như vậy. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái gì là chúng ta cũng cần phải có một số các cái quy chuẩn chung đúng rồi hoặc là một gọi dùng cái từ quy chuẩn thì nó cũng chưa đúng lắm nhưng mà tôi nghĩ rằng có một số cái hướng dẫn cụ thể Và. hoặc là những cái như kiểu sách hướng dẫn hoặc là những cái cẩm nang mà do chính những người quản lý hoặc những nhà thiết kế họ soạn ra để gì cho các gia đình có thể sử dụng hoặc là các gia đình có thể dựa vào đó để mà 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 khuyến cáo của tức là khuyến cáo người dân Và. là nên nên thực hiện theo thì nếu mà chị có thể thấy rằng là trong những cái giải pháp mà người ta hay sử dụng người ta hay nghĩ nhất là đến cái gì đến các cái giải pháp dùng thép thép thì được xem là một sản phẩm tương đối một cái vật liệu tương đối an toàn là giúp chúng ta có thể là gì là hạn chế được cái đấy nhưng mà điều ngược lại thì thép thì như tôi nói vẫn 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 và như cái cái anh vừa rồi cũng có phát biểu đúng không thép thì dẫn đến là hạn chế cái việc mà người ta tiếp cận từ ngoài vào khi mà xảy ra cháy nổ cho và... nên tôi thấy bây giờ thì ở hà nội tức là ghi nhận từ thực tế vọng chính từ thực tế nhà tôi thì tôi thấy có người ta cũng sử dụng các cái loại dây cáp chẳng hạn tức là về bản chất thì dây cáp nếu mà căng thì vẫn có thể hạn chế được phần nào cái việc mà trẻ nhô ra tuy nhiên thì cái dây cáp thì các bạn sẽ biết là nó cũng cũng giúp cho người ta những lính cứu hỏa có thể dùng dễ dàng cắt được cụ, cắt các Bà. thứ gì đó hoặc có một cái mà chúng tôi cũng 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 đưa vào các thiết kế của mình đặc biệt là với thiết kế nhà thấp tầng thì ví dụ như chúng ta sử dụng các cái gọi là những cái lưới sắt để có thể di động được tức là gì tức là trong một số trường hợp nào đó thì chúng ta kéo nó lại để đảm bảo an toàn thế nhưng mà trong một số trường hợp khác thì chúng ta cần hít thở không khí được cắm bầu trời thì chúng ta vẫn có thể mở ra tức là nó giống như một cái linh hoạt đúng rồi nó à. nó linh hoạt những cái lưới, lưới sắt nó linh hoạt để nó làm cho gì vừa đảm bảo tính an toàn tính thẩm mỹ vừa đó. đảm bảo cả tính thẩm mỹ Bà. cũng như là đảm bảo cả tâm lý tại vì tôi tôi nghĩ rằng mà nếu mà ở nhà chung cư chúng ta Nhìn mà ta cứ, cứ trời qua các các sắt thì chúng ta thấy hơi 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 không được hấp dẫn cho lắm. Vâng và rõ ràng là khi mà có những cái hướng dẫn cụ thể như vậy thì ở các tòa chung cư đều thống nhất thì với những tòa nhà mà tôi nghĩ hai ba mươi tầng mà đều thống nhất vừa an toàn mà vẫn đẹp về tính thẩm mỹ rõ ràng rất là tuyệt vời so với việc là mỗi một gia đình tự uh, tự làm theo ý tưởng của mình. À, thưa ông ạ à, có thể thấy là những tai nạn thương tâm với trẻ tại các chung cư ngoài những nguyên nhân là lỗi thiết kế hoặc là đơn vị thi công chưa chú ý đến cái vấn đề an toàn thì có một vấn đề nữa đó là do sự chủ quan và lơ là của người lớn không trông nom trẻ cẩn thận và ông nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ à, cái này thì tôi cũng đồng ý bởi vì à, ta phải nói là như này tin trách kỹ hậu trách nhân tôi thì ngoài là một người làm thiết kế một kiến trúc sư thì tôi còn là một một người dân bình thường và hiện nay tôi cũng đang ở trong chung cư và tôi từ cái những cái câu chuyện này thì tôi cũng nói thế à, tất nhiên là sau khi mà câu chuyện qua rồi chúng ta đã cảm thấy may mắn với em bé rồi nhưng mà tôi thì cũng có phần nào hơi trách bố mẹ em bé Đúng không? tức là cái gì thực ra trẻ ở trong cái các cái lứa tuổi đặc biệt là lứa tuổi từ 2 tuổi đến 6 tuổi tương đối hiếu động và muốn khám phá muốn tìm hiểu bên ngoài và chính vì cái việc mà để cho chúng ta lơ là trẻ hoặc là chúng ta vô tình làm cho trẻ tạo điều kiện tạo cơ hội cho trẻ có thể trèo có thể gây mất an toàn thì chính là lỗi lại thuộc về người lớn ví dụ như tôi thấy là nhiều nhà đấy quay trở lại câu chuyện ví dụ như kê các vật dụng sát ban công, ban công sát bà. cửa sổ thậm chí cửa sổ có cao nhưng mà lại gì lại có, có một giường ở dưới đấy ngay ở bên dưới và trẻ thì chơi trên cái giường rồi treo lên chỗ cái bậu cửa sổ rồi đu lên trên cái cửa sổ và bà chơi thì dẫn đến là chúng ta uh, đẩy trẻ vào một cái tình thế mà có gì mà tương đối nguy hiểm cho nên là cũng từ đó tôi cũng thấy rằng là một cái thì ngoài các cái việc công việc về thiết kế về quản lý thì các gia đình cũng nên giáo dục trẻ tốt hơn những cái kỹ năng sinh tồn hoặc là những cái mối nguy hiểm mà trẻ có thể gặp phải khi mà chơi ở những khu vực đó hoặc là ngoài ra thì chúng ta có thể bổ sung một số các cái biện pháp uh, nào đó để cho gì để cho trẻ không thể tiếp cận được những khu vực đó ví dụ chúng ta có thể là tạo ra những cái gì, những cái mặt phẳng nó trơn ví dụ như bằng kính chẳng hạn sử dụng một cái lớp kính ở bên trong để gì để trẻ không thể trèo được qua cái lớp kính đó hoặc là chúng ta sử dụng một số loại cây để trẻ cảm thấy là nản khi mà phải phải trèo lên những cái khu vực đó thì để gì để cho trẻ để hạn chế cái sự tò mò của trẻ hoặc là chúng ta cũng phải nói chuyện với trẻ là cái đó chính là cái mà có thể gây nguy hiểm cho trẻ bất cứ lúc nào vâng thưa tiến sĩ trần minh tùng và thưa quý vị và các bạn ngoài những cái ẩn họa từ ban công lô ra thì trong ngôi nhà vẫn còn rất nhiều những thứ nguy hiểm khác ví dụ như là ổ điện này những cái dao kéo sắc nhọn hay là đồ dễ cháy nổ ví dụ như là cồn hay là dầu hỏa mà thắp trên ban thờ mà bố mẹ để thấp thì cũng có thể xảy ra trường hợp là trẻ uống nhầm thế nên cái điều quan trọng nhất không phải là lắp rào sắt hay là chấn xong lưới an toàn bằng thép hay là bằng cáp như thế nào cho chắc chắn mà là các bậc phụ huynh cần quan tâm và trông nom trẻ cẩn thận tuyệt đối không để trẻ ở một mình trong nhà và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ trần minh tùng trường đạp xây dựng với những thông tin rất cụ thể vừa rồi và xin cảm ơn quý thính giả đang lắng nghe chương trình